mày chết rồi. Xin chào tất cả mọi người nhé. Ui ôi, bị ong đốt rồi cả nhà. Mọi người nhìn thấy chưa? Nhìn thấy con ong nó đốt mình hai phát, nó phát đầy. Nó phát đầy. Ui giời. Ở giữa trưa nắng mọi người ạ, mình đang đi tìm tìm ong, phát hiện cái ong nhưng mình lại bị ong đốt. Mình cũng phát hiện ra cả một đàn cá nữa. Mình đang tìm chỗ mình quay review cho mọi người xem. Đó, và đang gọi người lên để anh em mình khả năng bắt được ít cá sộp ở đây rồi. Cầm kích lên. Đi từ dưới kia lên, bị ong đốt. Đây, mọi người nhìn cá sộp nó nằm kia chưa? Nó nằm như khúc gỗ, khúc củi. Đấy, nó ngớp ấy, đấy. Cả nhà, rất là nhiều nhá. Nguyên chỗ này 4 5 7 con này. Cả nhà nhìn thấy chưa? Đây à. Con này trên kia. Đấy, đấy, cả nhà này. Ý, rất nhiều cá sộp nhá. Đầy nhiều lắm. Đàn luôn. Đây. Mọi người nhìn thấy chưa? Đây. 3 con nằm ở sát bờ. Đấy, một con đang cái đầu kìa. Đấy, mọi người thấy nó bơi này. Đấy. Ý, nhiều lắm. Đây. Ở trên kia họ đang tưới nước. Ở trên đường nó đang chảy xuống mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy chưa? Nó ngớp ở cái chỗ nước lên kia rất nhiều nhá. Nè. Ui, nhiều lắm. Ui. Nó ngớp ở cái đoạn nước lên nè mọi người nhá. Đấy, cá sộp nha. Cá lóc sộp. Nè. Đấy. Rất nhiều luôn. Mọi người nhìn chưa? Trong góc kiện có kìa. Thì khả năng gặp đàn rồi. Đấy mọi người ạ. Đấy mọi người ạ, trưa nắng thì mọi người được nghỉ ngơi. Đấy, nhưng mình thì vẫn cứ đi làm. Đấy. Mình đi tìm ong, tìm rắn, rồi tìm tất cả mọi thứ. Đến đây mình phát hiện được đàn cá. Rất là ngon. Đấy, sẽ chuẩn bị này có cá sấy gửi cho các anh các chị bên nước ngoài. Mọi người rất là thích ăn cá lóc đồng sấy, cá lóc thiên nhiên này. Nào đi mày. Con đi. Bác Vinh nãy phi xuống đây mà. Bác cầm kích đi trước. Ở đây cứ đi theo cái đường này. Đi. Đi này nặng trọng là ong này, quẳng luôn đấy. Vậy đi cẩn thận tổ ong ấy chăng? Đây đây, tiếng 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 dưới kia, tiếng dưới kia nhá. Đây 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 đây. Đâu đâu chú thông đi. Thế thông thông dễ hay là có con gì không? Kia kia. Đâu rồi? Anh. Ôi trời ơi, đi vào đây nhiều ong lắm, mùa này nhiều ong phang. Đi được trên kia. Này cũng thằng ngáo đá. Ôi, đục ngáo này nhiều. Ôi. Ôi, nó quần đục vừa lấy cơ, vừa lấy nước trong đường. Đâu rồi, tập trung lên là hội nó đâu rồi? Hội nó đâu rồi? Đi. Đây rồi. Ủa, anh để anh. Ừ. Ui, ui, nhiều lắm. Thế mày không đi lối trên này, có phải đi xuống đây nó gần không? Ờ. Đỗ ở kia không đi bộ tí nữa xa ra. Băng đi xa thế. Đây, băng lên đây. Rốt rồi. Thế gì?
thằng ấy, thằng cái nồi xuống suối không, chả là có ủng không. Ê kìa kìa. Kìa. Một con vừa trong góc đấy. Đúng rồi, nó quấn quấy quấy kìa. Lấy cái túi vừa nãy chị để. Ông phải gạt tí anh Vinh này, gạt tí cát lên đây cho nó thành cái mô đi không thì chặn rồi. Không, chặn được đâu. Chặn nó ra. Chặn đường anh Vinh này. Không phải là nó ra mà mình chỉ cần mô, nếu mà nó có ra là nhìn thấy người nó lên luôn. Mẹ bọn kia nó tưới nước trên đường ấy. Đâu vậy, chưa nhìn thấy con nào. Đây, với nó sụp ở đây nhiều lắm. Ôi, cái này cái vũng mà anh này. Đàn với quay 4-5 con mà. Yeah. Ôi, cái vũng mắm mắm ở đầu trên kìa anh kìa. Ui, đi. Đấy. Từ đó đi từ cũng đục hết. Cẩn thận mía, chậm. Sâu, chỗ này sâu ấy. Chỗ này gần tới đầu gối. Ôi. Ý. Sâu. Đây, vợ vừa thấy nhắm nhạc. Đây là ai, mẹ con to đùng chứ này. Đâu. Với trong này. Lặn rồi. Chặn chui lại nhá. À cua. Đốc. Ui. Con nhỏ. Vừa nó ở trong đấy. Đấy trong đây. Đấy giờ là chặn rồi. Vui. Mọi người đang ở nhà. Thì bố mới lại bóc Vinh là đi xem suối. Thế là phát hiện một đàn cá mọi người ạ. Mới mưa xong đây nước vẫn đang chảy này. Chặn lại không nào. Mưa. Bắt ở đây được hả chẳng? Mưa được mấy hôm mới bố nhỉ? Bắt hết ở dưới kia lại bắt trên này nhỉ? Mình cứ phải chặn nữa. Làm cho nó càng nhỏ. Cho nước vào. Chặn. Để tập trung mua. Mọi người có thấy không? Vừa em thấy một đàn 4-5 con mà. Mỗi quá. Ủa, đấy. Ủa, đấy, 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 vừa thấy dây này rồi. Chú bóc Vân rồi, bóc Vân bò. Chú này lướt sâu. Đây, cái này lên này. Ừ, mày bẻ cái lên đây. Ê, chú này đây, bây giờ em thấy một con quẫy trong này này. Đấy. Quẫy. Này, bây giờ, chú này. Cô níu chú này. Ôi, một con to lên. Ôi, dám ở chân rồi. Dám ơi! Ôi, con to nó bóc ra đây! Đây à! Em cầm cho! Mẹ cầm cho! Mẹ cầm cho rơi nhá! Ấy, mọi người nhá! Đây! Ôi, chuối! Chị Vân! Ui, nó ngược đến đây! Bóc Vân! Ra đằng này! Ra bắt cá nhanh nhá! Đây, vén cái kia lên phía ra! Vén tay, vén chậm ơi! Cẩn thận! Một con rồi. Chị lấy chuối, cái chuối. Không có mang gì đi được ngại. Mang túi này. Mang túi đây Tông ơi. Đây ơi. Ôi giời ơi, thấy chưa? Vừa rồi bốn đi. Bố thấy 4-5 con cơ. Ê, vẫn còn. Nhiều lắm, còn bắn gì cũng bắn chân. Ui đây. Đâu. Đem cỏ đi. Ba ra đây. Đâu? Ra cho tiền hai. Ui giời. Chúng mày bắt được rồi. Đây là dài cái mối. Đây là cây gỗ này. Ui ơi. Chẳng có gì đâu bắt chân anh ơi. Đây. Ui giời ơi. Đây. Cầm cái túi anh Sứa ơi. Đấy, anh Sứa ơi. Anh chặn chui vào anh Sứa đây. Đâu. Ây à. Đây là thánh bắt cá rồi. Ôi trời ơi. Mất rồi. Chui rồi. Ui ơi.
Cái gì? Vẫn còn à? Mất mẹ đi. Mất ơi. Trời ơi, to lắm. To lắm. Trời ơi, thế là con ấy mẹ cầm một con. Đây là rồi. À đây nó có cái gì? Trời ơi, lại rồi. Anh lại đánh rồi. Cho vào cái mũ ấy. Đây rồi. Trong này rồi. Rồi. Chú ơi, tát làm sao được? Đây đây. Ôi cái chân có được. Ủa trên kia. Trên kia. Đây, gãy lên, gãy lên. Ôi giời ơi. Chú phải gãy lên luôn cơ. Con mất rồi. Đây ai? Đây. Anh chú ơi. Đâu đâu. À đây ơi, 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 đây đây đây, mày ăn vừa ai hả? Đây đây, mày ơi, đâu con mắt, ui, con tay con cầm mai này, anh cho chị Vi cầm này. Ui, vừa lấy chị vớt vào thằng này nó mới bị rơi, con này chạy mất này. Ai ơi. Ui, con này to con này to, đang là con to nhất rồi nhỉ. Thảo một con đây rồi. Hả? Thảo một con, chặn đường kia lại đi. Chặn đường kia đi, tí để khít. Ở đây đi. À. Rồi, có lỗ không bố ơi? Có lỗ. Đây, một con vừa ăn sò đấy. Đấy, đấy, đấy. Đấy rồi. Úi trời. Em bắt được rồi. Ây, biết rồi. Đây, còn một con lừa. Còn một con lừa. Anh trông bắt đi. Ôi, ây, ây. Ai à? Trời ơi. Rồi. Trong mày có to. Đâu đâu? Lỗ đâu? Ui. Ui trong mày nhiều lắm. Ôi trong này này, trong đây một A còn một thằng. Ôi thôi rồi. Ôi nó chạy hết rồi. Ít đã ô. Đâu đâu đâu. Ở đây rồi. Đâu? Con mới con này. Đâu? Ui trong có cái hang rồi. Anh Vinh ơi. Ôi cái gì đó. Ấy ấy. Còn nào? Ui. Đây rồi, Việt ơi. Việt, Việt, Việt. Đâu đâu. Đây đây, vào đây. Anh Sơn. Sơn Sơn. Ui trời ơi. Ấy. Vào. Vào rõ em. Trên này vẫn còn đấy. Vẫn còn đấy anh Vinh ơi. Vừa lấy bác rồi nhìn thấy nó ở đây sao. Đây. Nó ở trong cái kẽ đá đấy. Đâu? Ôi ôi. Ui. Trên này mấy con liền. Đâu đâu. Con to lắm. Ôi trời ơi. Đây rồi. Đây đây, túi đây chị cầm cho một rồi. Chị đi. Ôi. Wow. Đây. Ôi đây, chú xanh đây. Đây đây. Đây đây. Ô, cái này đây đây. Ôi trời ơi. Đây đây. Đây con nó dây. Nhanh mẹ mẹ. Vừa lấy mê con cá đi vớt một thằng Việt rồi cả. Đây rồi, đây hình như còn con nữa, đây đây đây. Bắt được không? Đây rồi. Ui sao bố cầm ở đâu ấy? Mẹ nó giúp con đùi tao. Giúp vào bùi tao. Giúp con đùi tao. Ui cái này. Vào đùi. Đây. Ôi trời ơi. Ôi chị bắt đây, cái này. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, là trời ơi. Đây nè. Ui con đây. Đấy, chuẩn đâu á? Mẹ nó lên một đàn mà. Đây. Ui con này to lắm anh Vinh ơi. Con đây đâu ấy nhỉ? Sao ở đây chồng lắm rồi. Ừ, đừng bố. Đây đây. Ui 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 bác Vinh phổ. Lại. Ôi 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 ôi. Anh ơi, em sợ mấy con to thế. Cầm lấy cho, cầm lấy để bác cầm con này. Ôi trời ơi, 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 tr
Đây là hai cái sản phẩm chính. Đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh, sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Đấy, còn con trong đấy nữa hả? Đây này, nó đây. Đây này. Đây này, vậy là trên đây cũng nhiều luôn. Có. Ủa được cả con cua. Đâu? À cua cua. Cậu lấy cái đấy đây rồi, con cua. Đâu. Đây. Nhấc đường. Không có mắt đi, mẹ mày nhấc nó chạy mất. Đâu, đây à? Thả đi, mẹ thả đi. Ngươi. Cầm chặt nhá. Đây rồi. Ai ơi, mất được một con dòng chảy đây. Ui ơi, đây. Ô kìa. Đây, chỗ đây. Ô kìa. Ô, cua. Ý. Một bữa đây. Đây, bố ông mò. Tay mày đây đấy. Thằng nó ra rồi. Thả đây. Một đứa lên kia trông đi, dòng kia nó vừa chỉ bắt được một con này. Lắp cái tờ ra cho ra cái kia gì? Đây, cả đây con to, vừa sao nguyên đây mà. Ôi đây, ui, chỉ đâm có một con ở đây, chú chỉ đâm có một con ở đây luôn này. Ôi, con nào đây rồi? Vào chưa? Đây. Đây. Ok, ra kia.
Ui giời. Đây anh Tài ơi. Rồi. Qua nhờ. Rồi. Rồi. Mới chết. Mới chết. Mới chết. Mới chết. Cái bộ nó trơn. Đây 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 đây. Lại qua đánh nó lại bay đi nữa. Đây sang đây chờ về. Đấy nữa. Ôi, chả cá đâu vào mặt rồi. Chưa. Rồi. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Đây đây đây. Ôi trời. Đây rồi này. Đây 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 đây. Lọc phải đi. Mất à? Chân. Mẹ vô. Tuột nữa. Ấn mạnh vào đầu đó. Đây vứt sò đi đây. Chúng cái này không? Mồ nhá. Ấn mạnh vào đầu con này không chạy được. Đừng một con á. Nó to chạy đâu rồi. Còn mấy con to nữa. Ở đâu mà nó ra vậy anh? Đi. Dưới kia nữa kìa. Ôi cái dép của cháu rồi trôi ra thế. Này. Đừng lóc đầu lên à. To chưa, to chưa? To lắm. Không ngược dòng, ngược dòng, ngược dòng. To lắm em. Bắt anh ta bắt được rồi. Ơi hai con. Ơi hai con. Ơi được chưa? Biết chưa? Được chưa? Đâu đâu rồi. Ai à? Chạy à? Lên nào, lên nào. Rồi. Đây đây. Ui trông như có tấm đen anh ơi. À, quên to chưa? Quá tuyệt vời luôn. Hỏng luôn. Đấy. Ai à? Chưa. Hai con. Ui trời ơi. Hai con to luôn. Hai. Ui giời, chưa. Đây rồi. Ui. Ui to chưa? Nhìn đây. Hai. Ui sướng nhìn nào. Xem này. Ui, ui, ui giời. Ý giời ơi, đầu rồi, trời ơi, đã chưa? Chạy lên rồi. Bạn ơi! Có một con sâu đi tới em ơi. Hẻ to nhá. Ôi trời ơi, không phải. Vâng. Không là nó bay đấy. Đấy. Thì nhỉ? Đâu nhiều ấy nhỉ? Mà nó... Ở bên này. Kia kìa đâu rồi? Em này kiểu này. Bạn ơi, gì đây, bạn ơi! Mới bắt được con cá to chưa? To chưa? Ui biến ơi! Đấy, đây rồi. Mà mà chứ chị. Thôi mày vào đây đi. Chúng ăn đấy. Đâu hết. Em với chú đầu bóng. Có mấy con mà còn nhiều lắm. Cứ đầu cứ quay ở dưới là tí thôi. Đúng không? Lên trên. Đúng không? Lên nào. Không, nó là cái con cá mới sinh ấy. Nhưng mới lở. Mà cái đó đấy là cá mẹ nó. Nó hay đi theo để bảo vệ. Đây rồi. Sao được. Vào đây mấy anh. Ôi giời ơi, giời ơi. Đây, 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 đây. Con nước, con nước, con nước, con nước, đấy đây. Nè, đây với anh, ra xem con kia. Đã đâu vậy? Có mà ạ. Nó không đi được. Con này rồi. Ô, vừa qua hai con mà. Ui giời, chắc tôi lùi chui xuống rồi. Đây này, đấy. Đấy, đấy, con lên trên đây. Đấy, đấy. Đây rồi. Con này. Đây. Túi đâu? Đây, vứt lên đây, vứt lên đây. Đây vứt đây. Này, tí nữa nhảy xuống đấy. Đừng sợ. Đây, đây là chân vậy. Úi trời ơi. Hôm nay được nhiều cá rồi. Ui cái bọng nhiều lắm ấy. Ủa nó ở đây. Sao chúng cái đây rồi.
Gần đây rồi đấy. Mỗi đã chặn đời giàu hay thế đấy. Các bạn ngược rồi. Đâu? Ngược rồi đấy. Chú phải chôn sát chân xuống. Rồi. Đấy, đi chưa? Đi chưa? Ra chưa? Qua được chưa? Đây. Ô kìa. Ô kìa, ô kìa. Ôi giời ơi, chặn. Đây. Con nào qua đây chết. Yên tâm. Nó đi hai con rồi. Ây, chân sẵn rộng quá, tí nữa đấy. Đi hai con rồi. Đi hai con dưới kia à? À. Dưới kia. Tí kích. Đi yên tâm. Đi yên tâm. Con bữa con sò đây to lắm mà. Đây, nó vẫn còn chuẩn này. Con mới to mà. Chả không có béo vừa vừa đấy. Chả không có vừa vừa tắt đó. Thôi rồi, con này có ở đây rồi. Đâu rồi, chị đấy chị đấy. Đấy rồi, vừa chạm một con thôi. Đàn, chị đấy em, chị đấy em, chị đấy em. Đây, 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 đây. Ôi giời ơi. Một đàn nó bay xuống đây. Nó bay. Một đàn nó bay. Nó xuống mẹ rồi. Nó xuống trong biển kìa. Đây này, đây này, đây này. Đây này, cho sò ba con rồi. Đó lắm. Thấy chưa? Đây, 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 chúng ta lại, chúng ta lại. Để mình đi hết xuống kia đã, tí nữa vào ngay đây nó lại. Một con, cho cháu đây này. Ây ha. Một sò, ba, bốn con mà một đàn mà. Một đàn mà, lúc bạn nhìn đây động động. Nó lại chạy mẹ xuống rồi. Bây giờ lại đi xuống dưới kia đi em, để em trông. Đúng rồi. Đâu xuống dưới máy đây. Chị cầm cho chị ở đây, chị trông cho. Ôi, luồn đít rồi. Chám con luồn thế. Này chú này, chú cầm đây này. Chị đây, chị trông quảng cá lên. Hất cái này phải hất lên trên, nó đừng rưỡi ra. Có đây chị gọi. Dưới đây hất cái kia lên trên. Đây cả cái tảng lên trên cái quả dưới đấy. Ép cái chỗ góc kia, ép cái chỗ góc kia cho vẫy gì nó mới bám được. Cái bình đi tạm đâu không thấy con nào à? Kìa anh Sơn cầm cầm túi xuống. Đi nhá. Bình tĩnh một tí nó tự bón đây. Vừa mẹ thấy một đàn bơ ở đây mà. Vậy à? Về đằng dưới cái đi. Để đây để cho lên cho xem. Đây em thấy nó vào đây hai con mà. Ui, có to lắm. Đấy, đấy. Đấy, lên luôn. Ui giời ơi. Còn con nữa. Này, mấy. Vừa lấy nó một đàn ở đây cơ. Bành đứng ra đây đi, để nó không có tiếng người nó bơi lên đây bắt cho dễ. Thế thì chỉ có một con thôi. Thế em thấy chạm trên kia một con nhỏ nhỏ như này mà. Được. Đấy nó chạy đây nó cả. Anh dí vắt ở đây đi. Vẫn thấy một đàn nó đi xuống. Đấy, vừa một con thôi. Ok, okay chỗ đầu kia tẩy kia. Các bạn chết một con thôi. Đấy một đàn mà vừa em chạy đây là một đàn nó đi xuống đây này. Kia này, một con cho mày. Đấy. Mò đi. Đây một con này nó dính chặt. Nó lội đầu lên rồi kìa. Đây. Cái gì? Đây. Trên tay anh một con nữa đi. Trên tay anh một con kìa. Đây đây đây. Đây. Ui. Đây không? Bé bé. Ở đây bé bé. Chú Việt có con nào? Dạ, anh kia có cá sổ bún một chú con này. Thôi đi đây đi, bắt tiếp tiếp. Ông này từ vỡ tan hô luôn. Chưa bắt được con gì. Thôi, vào vào luôn rồi. Mày đừng có lao vào. Thôi đi. Mày chết chặt rồi. Bác Vinh đưa cho bố tao kinh chặt. Bật luôn. Mày chết chặt rồi. Mày chết chặt rồi. Ủa, thỏng rồi. Đây, các bố chị chưa đổ nước. Đấy. Mày chết thật rồi. Chó sợ háng. Chỉ. Tốt nhất mày lên đi, đừng mổ cá. Lên đi để chi tiết ra. Thôi đưa cho bố tao kích bóc mổ anh. Không. Đấy, ục trong này. Đấy, cục cục ấy. Trong ngoài là. Ờ, để mò. Ôi giời. Dạ. Thôi, con. Sao hả? Thôi được rồi. Trong đây nút cắm cho anh ăn. Bánh chưa chú đây. Chết rồi, trong cái. Viết. Dạ. Rồi. Vào trong ấy. Trong hương ấy. Gì vậy? Không phải. Đây. Đây 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 đây. Đấy con to đùng đây. Ô! Đây là con to đùng kìa. Nó bốc vào đây bơi. Mẹ con to. Úi giời. Ra nhá. Con gì nó ra trơn trơn. Ê cá chê. Đúng rồi. Đó, con cá chê cá nheo mà. Đây. Ra 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 ra
Trên chê ta này. Chê. Ra chân trơn. Đi đâu cũng bắt được cá. Đây. Đấy. 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 Thôi được rồi. Kích. Hai con thôi mà. Kích rồi. Đấy. Chỗ này đi tìm đi. Đó, hai con mà. Cứ bình tĩnh. Cứ kỳ kịch kỳ. Thấy con được không? Chưa. Đó ở trong. Ui dồi ôi. Ôi kìa, vớt luôn. Ôi đằng sau con nữa à? Mấy con à? Cô động cũng chạy được rồi. Chết rồi. Ui, nó kiếm to. Đây rồi. Đấy nó chết gì đấy? Việt vô con kia, vũ nhân. Được rồi. Đây mà, đây ở chân em ấy. Được rồi. Nó chạy rồi mẹ. Chạy á. Úp, cắt rồi đây. Lên đi, nhìn. Được. Nó chết rồi, chạy. Bắn nhanh. Mặt mình này cả nhà nhìn cái mặt của mình mồ hôi nhễ nhễ luôn. Vừa bắt một con chê. Bắt bằng đít. Vừa trong mồi này hả? Một con rồi. Đây. Vào đây anh. Ôi. 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 Tổ thế. Đấy. Đây. Thôi. Kít. Tạm dừng. Đây. Khoan để em đi chân đấy. Tôi để cháu xuống. Bác ở trên này đi. Đây có một con bên đây chú không? Con này xèo. Xèo. Chúng ngại máy nè. Tôi đứng hết rồi. Ôi thấy bà này với tao như vậy. Quá tam ba bận. Ra đi. Vẫn còn đấy. Đấy, con to. To thế. Nó chạy trên này rồi. Kêu đâu? Không kêu à? Đấy. Đấy xong rồi. Có đấy là gì nổi mang rồi. Đi, con này đi. Úi giời. Nè. Đây này. Vẫn còn con to lắm anh Vị. Nó còn giúp chỗ chân bánh à? Chỗ này. Không, nó còn to cơ. Đây anh, đi. Đây, phải trái à? Ê! Cái cuộn đấy. To mà. Đi nó cũng luôn đây. Tắt chảo rồi. Em biết thế thôi, đâu có trái rồi. Đây. Ui hai con. Ui đây là con giật không anh? Ui, ba con. Ui 4 5 con kìa. Ba con rồi. Mò rồi. Thôi rồi, mò đi anh ơi. Con còn này. Ôi trời ơi, ăn qua xuống rồi. Tiên chết rồi đấy. Con dưới kia là chết rồi. Con trên này thôi. Anh đây. Ui, con to chưa? To tôi. Còn đầu nó dẫy phát là ra thôi. Nó đang đơ. Chưa. Con này đang rút trong kẽ đá. Đây này. Con trong trên này này. Đâu lưng rút vào kẽ đá này. Anh tôi lên cống đấy. Ui hai con trong này. Chết không bố? Không chết. Để ra dí cho phát cho chết mẹ đi xong con nào bắt. Dí đi bác ơi. Dí vào hòn đá, góc hòn đá. Đấy. Anh ơi đưa vào. Úi giời. Con này to thế nhở? Thẳng kia mà. Đấy. Kìa đây qua cái nón này. Nhìn hướng rộng ra. Ở trong nó có hai con. Con chết rồi, con ở ngoài chạy em. Ngoài chết chưa? Con ở ngoài mà. Ngoài dưới con nào? Con ở trong con nào? Tâm đi mà. Đầm đi qua trong rộng đi qua. Đấy. Đây thì con này nó vẫn ở đây mà. Sao? Sao? Không, đầu rút mẹ vào cái... Kẽ à? Lấy hòn đá bé này ra thì bắt được nó ra. Thu sâu. Đây,
Đây rồi. Ý. Vào. Anh cả ơi. Đấy cũng ngon. Ui. Anh chưa con này chưa to mà chết rồi. Chết rồi. Đây vẫn còn một con nữa. Có ra không bố? Có dính chưa? Ui! Bé khổng lồ. Xong rồi. Tao bắt được rồi. Có sống không bố? Tao bắt cá một tay luôn. Khỏi phải bắt hai tay. Anh wow. Chị đừng hai con đi lên. Bắt cá một tay. Nhưng mà bắt được con nào chưa? Vẫn là tay. Anh đi dưới sao? Hai con bình mà em không được. Ô sao bình lại để xuống nước kia? Anh cứ đánh vào một, đánh vào ngắn rồi. Nhanh. Đỏ vẫn nhiều nhỉ. Luôn. Đã đấy. Như cái tàu ngầm. Ây dồ. Rất là xa được cái này. Nét không mà thật được. Giật đi. Nét không mà thật được. Đi bắt ra. Đấy. Ây à. Mấy cả nhà đi cá. Anh đuổi theo vật. Cho một cá mồi đi. Em nhớ cái cá mồi. Mặt sắt đi nhờ. Sắt ở đây. Bà đấy ngoài bà thì sao nhỉ? Kẻ đã thấy mình bị ong đốt đấy chứ. Thấy chưa? Không thấy. Bà bắt cá một tay. Đây. Không thấy à? Vết ong đốt này. Sưng múc rồi. Sưng múc rồi. Thôi đi nhanh để bác đi nhanh. Vừa đi đến đây, đi hai anh em đi xuống đây thế. Đi đấy làm sao ấy? Vì thế cá này cắn chưa? Đằng sau anh kìa. Đó thế đi. Nó không giận được. Đốt tết người. Đấy. Đấy. Đấy nó cuộn cuộn đây đấy. Đấy cuộn đây. Cuộn đâu nhí đâu nhỉ? Đi lại cái chỗ vừa đây cái dòng nước kia anh kìa. Đi đi. Đi. Đâm thẳng ở dưới đây. Đâm thẳng chỗ ông Bành. Ê đấy cái nó đâu đừng đánh nó chết đâu. Ui. Yếu điện. Yếu vẫn đánh được cá sổ. Ừ. Nào vô lý máy. Thôi bây anh lại lùa ngược lại đi. Thôi dưới đây còn hai con mà. Thế nào? Đánh trên kia, xoay trên kia đi. Đi đâu? Đánh ngược lại đi. Quanh đại có mấy con. Thôi đánh ngược thông lên. Đánh thông lên đúng không? Là được con nào vớt con đấy không để cho nó đẻ. Nhưng mà khổng lồ nữa mà. Ôi khổng lồ vừa bố móc rồi. Anh vừa bắt một con to rồi. Máy đeo phải hiếm à. Cắm cơm đi. Đúng rồi, cá nóc sột cái gì. Đúng rồi. Cái này chết thôi. Ừ. Còn nước suối, nước khe trên núi. Dính chưa? Đến kia. Con đấy là điện vốn đây hơi yếu cho ai đâu.
Đây vẫn còn con này này. To. To. Nhưng mà em này vồ được nó ở trong cạn rồi. Trong hốc rồi. Ê, các bạn trẻ ơi. Úi giời ơi. Ờ, nó sướng không lùa mày. Thế mà còn mấy con hết nữa à. Giờ là bắt hai tay. Cái này nghiêng. Sướng bắt con kia vào đây sướng. Con đây. Bây giờ là nó rút hết vào gầm ấy. Đúng rồi, đánh điện nó sợ là rút vào gầm rồi đấy. Khói lọc, khói lọc. Mẹ, mỗi tội hôm nay bị ong đốt thôi. Đấy. Không sao, ong đốt cho xíu. Hình như vẫn thấy nghe gục chứ nào. Em nghe cái này bên đấy đi. Em nói, thịt kia đấy, thịt kia đấy, thịt rồi mua. Nhìn thấy mày bị giật thật chẳng ăn. Cứ thấy cười cười. Hết điện. Hết điện. Hết điện bây giờ thả vẫn tê. Thả vẫn tê. À, thỉnh thoảng nó vẫn còn điện. Là vô lý đánh máy hôm nay vô lý cả. Vô lý cả. Đây này là em, anh thích yêu cầu trung đội em cho anh. Không phải, mình quạt thì là hết điện à. Bật quạt nó hết, không nạp vào hết. Đang nút nhiều cá thì đang hai cái dây đó. Bác kia phát nào. Thì là kia đánh nhé. Anh lùa, đừng đánh, anh lùa thôi. Lùa phát nào là gì, phát nào nó dễ ngay mà. Hết điện đang hết điện này nó. Anh chỉ cần đánh là phát là được rồi, chỗ kia không có rồi đừng đánh nữa. Anh Vinh à. Không có. Vinh, xuống kia giúp lại em Vinh. Dưới kia có con nào không? Anh Vinh. Còn anh Vinh. Đấy. Anh Vinh. Dí giúp lại không? Không có xem. Dí luôn. Thôi lùa phát. Đây đây đây. Dí luôn. Anh Vinh nhờ anh nhấn phát nào. Em nhìn là cái chỗ dòng nước chảy ấy. Đi nhẹ lên chỗ đấy, kiểu gì nó hay lên đấy, còn con nào lại lên đấy. Ở đây. Chết đéo đâu. Điện nó hết điện thì đứng yên. Cái chỗ cái dòng nước chảy kiểu gì cũng có. Chết. Lại nhiều bạn. Thử điện người ta biết ngay gì. Mò mò tí con nào kiểm tra xem nó còn hay. Hai con ở đoạn nào? Hai con to không? Bông. Nhưng mà một con điện đâu vừa. Bé thôi. Con này mò ăn được mà, chỗ dưới đây tí tập trung vào. Chết đâu. Thôi mà còn thì để kệ nó. Thôi mọi người nhá. Giờ gia đình nhà mình sẽ đi sục soạt lặn lội tìm mò một lần nữa. Giờ, nếu có con nào mình sẽ quay cho mọi người xem. Mọi người xem video nhớ like đến kênh ủng hộ cho gia đình nhà mình. Xin chào tất cả mọi người nhá. Tất cả mọi người.